hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kìm cái tính của em một xíu, kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Em nghĩ là không có hợp với chị à, nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. À, em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai, à, hay đi chơi với người ta. Anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì bạn đấy thân là thôi. Bạn thân ok. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi xin bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, anh chào bạn bên kia nha. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Thị Lưu, năm nay 23 tuổi. À, em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, quê mình đây luôn hả em? Dạ, quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An. Dạ. Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn? À, ưu điểm của em thì là năng động. Năng động. Nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món nó món nhậu à? Món chuối ốc là món nhậu, nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nào nấu cho bạn gái mới ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn là gái vậy. Thì sao nè, điểm mạnh điểm dạ, yếu của điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu quá chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lành, có biết nấu ăn, thời thiên về gia đình đó chị. Ừ. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Ừ, chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị, đi lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À, vậy thì tình trường mình sao? Có em rồi. Trải qua hai mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ thứ nhất là khoảng cách xa đó chị. Em nghĩ là không có hợp với chị à. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh à. Mà ở bên kia là... Muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Ừ. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới, đang ở quê hả? Là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi. Ừ. Già mới về đừng có lo. Ờ, bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua hai mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì tập công việc làm DJ á. Ừ. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn có làm lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Yeah. Em là mét mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ có công việc ổn định, lo rồi. Được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa. Ừ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc. Đúng quyết rồi. Đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa được. Không ngoài tính gia trưởng cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À, em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia à. Cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng. Hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn. Trời ơi, vô luôn được rồi. Hợp luôn rồi. 95 hợp. Dạ chào chị.
em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này thì nên cái sĩ diện cho em dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy, cứ càng lì em càng nhây, coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không? Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì... Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì, em thích là thực tế hơn, bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ thì cái đó cũng là tặng quà, không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn, ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm cái váy nó mắc hơn nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần, nó em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn. Tự tin. Dạ. Rồi được. Chị được đưa đưa không chị? Được cưng. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng. Cái khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Trời rồi. Mất 5 phần. Đôi giày không tớt, đôi giày không tớt. Thôi về đi giày được rồi ạ. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phần sau. Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Người phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh không nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Đàn gái. Dễ thương. Dễ thương. Chấm rồi đó em. Thì bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai, chị ruột em với lại anh họ với lại mấy đứa bạn em anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay. Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến mấy 10% rồi đó. Nhưng mà về cái tính gia trưởng em nói thì có lẽ hạn chế bớt. Chị cũng thấy là cũng được. Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm. Em nói gì chị hai đi em. Dạ em chào chị. Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được. Mà anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó. Thấy là nó ngã liền là không sao chứ. Giờ em hứa với chị gái gì đi, cho gái tin tưởng em chút xíu đi. Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, em hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn trai hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào các bạn khán giả. Em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm. Là một người của gia đình đấy em ạ. Nó lựa chọn vợ ấy thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó. Ý kiến sếp sao? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mong là hai bạn cho nhau một cơ hội để đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Rồi. Và mình đã rủ thêm với bạn Hoàng Anh là bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á. Em cảm ơn anh. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nhé. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Tắm vô. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn còn cái giỏ gì? Thì em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Em cộng đồng quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ cho chàng. À, cái gì? Tôi giờ mới thấy bạn của hẹn hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ làm chị mở thì kỳ quá. Cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta. Đây là hộp kim chi. Em nhìn phép quý vị bên dạy em nha anh chị nha.
thử nếm em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. À. Em mang cơm cho... là em chiên. Dạ. À, em phải cơm, ăn cơm, ăn cơm. Cơm là làm chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của anh kìa. Ngon không? Ừ, được. Đó, quà tặng em đó. Dạ. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có phải nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có đồ ăn, tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn thấy em ấy thì đúng là một người cô gái ấy dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. À, em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. À, hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ... em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok, tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Ồ. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man, và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi, không này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha. Được, chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào, trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết, thì mình cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1 2 1 2 A. Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng? Dễ thương quá à. À, nhưng anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà. Cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Ấy là nói với bà chị để xin chị một tiếng đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm bé. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thế chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Ta cảm động. Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Sao chị lại khóc? Em nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Và hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Rồi, cho dù quà nhiều nhưng mà phải tranh thủ, phải nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Hãy nắm chặt giống như nãy chị nói đó. Đi xem phim tìm hiểu nhau nha. Đúng rồi, nhớ nắm chặt phải tay là... nhau nào. Chị gái đã giao em gái cho em là phải nhớ làm tròn trách nhiệm của mình, nghiêm túc trong cái mối quan hệ này nha. Nhớ giọt nước mắt của chị gái nha. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúc em hạnh phúc anh chị nha. Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Chị sống rất nhiều người. Không, ý là sống đó với nhiều. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê im. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì?
là em giám sát bên bộ phận buông phong. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giáo tiếp, giáo lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. À, dạ, điểm mạnh của em là đó là biết không, lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Khóc nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em mình chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái bốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ. Nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ. Nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Chào 1m7, chào chị xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém rồi. Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với lại nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó. Người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì? Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết chung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ, chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bảnh và chào
tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diệp. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, cho anh ạ. Wow. Mặt cá thường. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách. Và cuốn sách có tựa đề là mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin Bình Yên Trong Gia Đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì. Cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Tháng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi em, đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À, từng về hả? À. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi có đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không, và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không, em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi, nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, em mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà, mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe, giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái. Hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá,
Trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào, em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời, thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Ba. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta bà tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta
Tao té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Mày phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này được cưng. Qua đây, qua đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là thứ gì? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng mà, thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không có đồng điều... ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, thôi. Để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm cái gì? Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt, anh làm ý đi đâu lắm. Thích ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới, anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực, rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, dạ chị. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm thì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi. Nhai kỹ ngò lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào anh Sư Chị Ngọc Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng không? Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi nữa. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái
độ vợ hôn nhân anh chị sẽ vững vàng hơn, hiểu hơn ha, rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui, vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ có lúc nóng lên không vui thôi. Thật thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi, đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Anh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, không, bên đó nhà tôi. À, quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt hoàng làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn của tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ mà. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi con cát. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ, anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi, anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài chứ. Lúc trước thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống thủi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Thì chắc được. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa, để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Của người vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ đó, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ nữa thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha? Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nói không được, hát bài trước đi. Đứng đó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Vô. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Vô. Nên khi yêu ai thì yêu cho trọn lời. Em ơi cưới là bao. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Thấy rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Vui vẻ. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền.
cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền mà sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được, cũng như hay đi ăn uống này kia đi đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó. Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạ vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng biết khắc nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi. Khi người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa? Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi cũng được rồi. Cũng hợp với áo nữa chứ. Đẹp quá. Rồi cảm ơn anh. Mỗi người là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mọi. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em thích thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à? Cái màu giống ra. Giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt xịt đâu đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Xịt vô đâu? Đây nè, dán tóc lên, dán tóc lên đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông gãi như vậy. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng xịt nhẹ nhàng lên giống như là cái gì đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng chuộng nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Và thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ rồi mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là quá. Cái đó mình cũng chưa biết. Cách để cho đi luôn quá. Cách để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi là phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai dây thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra ảnh sẽ làm được hết á, vấn đề là chưa có ai chia sẻ với ảnh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh chào cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè,
anh ấy là người rất là tốt á, mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được, cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó có tìm một người giỏi giang cái này lắm đó nha. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đường nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chơi. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Rồi đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị ăn cho em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Năm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Ôi, dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Nguyễn Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh, em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được, làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nên chia tay đi. 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn. Một đi không cho lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình rồi Long? Nhà từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Không, không, thời đại học. Đại học. Là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, thì sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào
Bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó con biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó hay khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn, cũng thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục, khỏe khoắn. Em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Ừ, cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá, chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Đẹp trai lắm. Khỏe hơn chị. Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như nhà hết á. Còn đó. Anh trai không? Nhà không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Uh-huh. Ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Cái một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai bạn nói chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi là... Em đã trải qua ba mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này đúng không? Trời đẹp trai quá, mời qua nhà gái tôi rất đẹp ạ. À, tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ xin chào chú em lên ạ. Dễ thương sáng như trăng rằm á, một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ thì là nghĩ kỹ nha. Mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo, đi với ai cưng? Dạ, em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. Thôi, thêm trai con chào chưa? Cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À, cô Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ, con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi. Chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà. Hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt. Nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em cũng có quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. À, chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh.
Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Ờ, thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? À, ví dụ như công việc đi, thế có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa có tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love, walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều khi cái công việc đó ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau à, như vậy. Dạ vâng. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Dạ, em quên. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm thôi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Anh bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người.
Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ.